Trong số 8 địa phương được định hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong quy hoạch có tầm nhìn đến năm 2050, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương sớm nhất vào năm 2025. Theo quy hoạch có 5 đô thị trực thuộc trung ương gồm thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại đặc biệt. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại 1. 8 tỉnh định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Thừa Thiên Quế, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Bình Dương. Dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại 1. Như vậy, theo quy hoạch, đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 13 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Thừa Thiên Quế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sớm nhất trong 8 tỉnh trên vào năm 2025. Theo quyết định số 1745 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050